Hiện tại là gọi là nam những người lớn tuổi, những em bé, phụ nữ mang thai vẫn sử dụng được. Và hiện tại nhu cầu sức khỏe đang là nhu cầu mà cả thế giới rất quan tâm, cho nên là nhu cầu cực kỳ lớn. Thường xuyên, yếu tố thường xuyên ở đây là thường xuyên được sử dụng và thường xuyên được mua lại. Tiếp đến là dòng sản phẩm của chúng ta phải nói là rất ngon, dễ sử dụng. Và chính vì năm cái đặc điểm trên lại dẫn đến một cái đặc điểm thứ sáu rất là đặc biệt, đó là khả năng tự bán của dòng sản phẩm trà hòa tan Multijuice. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào yếu tố đầu tiên là yếu tố khác biệt cả nhà nhé. Cái phần yếu tố khác biệt đầu tiên của dòng sản phẩm chúng ta là phải nói về tốc độ. Chính vì điểm tốc độ này mà Multijuice đã thuyết phục trái tim của không biết bao nhiêu là người tiêu dùng, hiện tại phải nói là trên 20.000 người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thì bởi những đặc điểm là nếu với tốc độ này cho nên là người sử dụng họ cảm nhận rất nhanh, đồng thời là khả năng phục hồi cũng nhanh chóng. Nên chúng ta chia sẻ thì uy tín ngày càng được nâng cao. Lý do nào dòng sản phẩm đạt được điều này? Yếu tố đầu tiên là vì trong thành phần, một trong ba thành phần chủ đạo của Multijuice là có củ samaca, mà củ samaca lại chứa nhóm là glucosinolate, là tác động hỗ trợ trực tiếp và enzyme, hay nói cách khác là men tiêu hóa trong cơ thể của chúng ta. Chính vì lý do đó mà trong quá trình cả nhà mình uống sản phẩm thì mình nên ngậm càng lâu càng tốt ở trong khoang miệng, để sản phẩm là thấm qua niêm mạc lưỡi và hỗ trợ phải là toàn bộ gần như là hàng ngàn sự cố từ đỉnh đầu đến gót chân cho chúng ta. Đó là lý do tại sao là sản phẩm có tốc độ rất nhanh. Thứ hai nữa là do công nghệ sản xuất sản phẩm là chiết xuất tế bào gốc kết hợp với đông khô, cho nên là giữ được cái hoạt tính sinh học có trong sản phẩm. Như chúng ta cũng biết đó là trong thành phần của sản phẩm chúng ta là có củ samaca, một trong 10 quốc bảo của Peru cả nhà, và có cái hoạt tính sinh học là lên đến 11%. Mà hoạt tính sinh học lại có tác dụng lên mô sống mà cơ thể chúng ta là sống, đúng không ạ? Cho nên là sản phẩm cũng sẽ giúp cho người gọi sử dụng cảm nhận rất nhanh, phải nói đạt được hai chữ gọi là tốc độ. Và lý do thứ ba là gì ạ? Lý do thứ ba là vì trong củ samaca của chúng ta có nhóm là mucil, mucamide và alkaloid là hỗ trợ tác động trực tiếp vào tuyến yên. Thì như cả nhà cũng biết là tuyến yên là cái nhà máy sản xuất ra hóc môn, và một khi mà tuyến yên được kích hoạt thì hóc môn sẽ đi theo máu, và tế bào của chúng ta mà gặp hóc môn thì sẽ xảy ra những cái phản ứng hết sức là tích cực. Và chính ba cái yếu tố này khiến cho dòng sản phẩm trà hòa tan Manichur của chúng ta phải nói là tốc độ cực kỳ nhanh, tuyệt vời. Đây, đó là phần slide đầu tiên. Nếu cả nhà vẫn đang nghe thì cho Hồng Như ba con số 3 nha, số 3. Dạ rồi. Yếu tố tiếp theo phải nói là Multijuice đạt yếu tố thứ hai là toàn diện. Toàn diện là như thế nào ạ? Toàn diện là chỉ với một dòng sản phẩm trà hòa tan thôi, Multijuice thôi, mà uống vừa thơm vừa ngon, vị không lẫn vào đâu được, mà giúp chúng ta trẻ hóa nè, lại hỗ trợ gần như hàng ngàn sự cố từ đỉnh đầu đến gót chân, đó là yếu tố toàn diện. Lý do đầu tiên là vì hiện tại trên toàn cầu Multijuice là sản phẩm duy nhất trên toàn cầu hỗ trợ tác động trực tiếp vào tuyến yên. Thì trong phòng Zoom của chúng ta nè, ví dụ như hiện tại có bao nhiêu quý cô chú anh chị, gần 70-80 người đúng không ạ? Thì dù khác nhau về chiều cao, khác nhau về cân nặng, nhưng mà có một cái điểm giống nhau là tuyến yên chúng ta là nhỏ bằng một cái hạt đậu trắng. Và tuyến yên này được ví giống như là cái vị tổng chỉ huy, hay nó là vị